Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta đến với một con game hả? Con game, một server cũng khá mới đấy. Mới ra khoảng 2-3 server à. Nay chúng ta chơi còn Bách Chiến 3D hả? Vô game nè. Tí chúng ta sửa lại cái tên sao ha. Cái tên nhìn nó xấu quá. Rồi đầu vô thì chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game giúp heo ha. Thì chúng ta cứ việc chạy và chạy để mà lên level thôi. Lên level chúng ta sẽ có sẽ có được tính năng mới. Bao thì chúng ta đè mấy con này ra, chúng ta bắn mạnh vào, bắn mười vào. Đùa thôi chứ vô thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game hả. Mà hình như là trên kênh heo là game này là thấy nhiều anh em cũng có quan tâm hả. Thì là nó ít nhưng mà có đấy. Trời ơi ạ, mấy con này sống nó cũng khá là dai anh em. Ok, bản này thì việc là một trong những bản mà thấy việc quá cũng khá là chuẩn hả. Chung thì nó ổn, không có tới nỗi mà bị tràn lề tràn diện gì nhiều. Đấy, nhìn nó ngang ngắn như là cái bản chính thức của game chính thức chứ không phải là game lậu anh em. Đó, vô đấy, đánh boss đồ ngoại đẹp ghê không, trời ơi không có chơi vào đâu được đâu. Rồi bây giờ để cho nó chạy nhiệm vụ đầu game đi ha. Chúng ta đến với thông tin server. Đây, hôm nay em nó update server mới S3 vào 19 giờ ngày 16 tháng 12 là ngày mai ha. Có tân thủ chào mừng anh em, tặng nay sếp chào mừng server mới ha. Game Bách Chiến 3D đồ họa siêu đẹp, bối cảnh kiếm hiệp ha. Game hấp dẫn nhất 2021, chơi tại link nè. iOS là miễn phí hả. Nói không biết chết chứng chỉ. Hệ thống treo máy offline thoải mái. Thoải mái giao dịch bài bán. Hệ thống máy chủ mới tặng 500.000 kim nguyên bảo khóa. VIP 4 tiêu kim nguyên bảo lên VIP. Điện thoại chơi được máy tính càng ngon. Linh Android nè hả. iOS nè. Linh nhập code. Rồi tích lũy nạp nữa hả. Máy chủ mới sẽ chính thức mở các đại hiệp tham gia ha. Viết code like share comment thì anh em comment like share xong nhắn tin nhắn pin ha. Chuỗi sự kiện mừng server mới đăng nhập 7 ngày nhận quà, 7 ngày đua top nhận thưởng siêu hot, ban hội tranh bá thống nhất thiên hạ, phương tôn tiền chủ và nhiều sự kiện hấp dẫn khác. Viết code đặc biệt nữa nè ha. Tỷ lệ nạp 10.000 bằng 18.000 đối với ATM Momo. Đó. Rồi 10.000 bằng 15.000 xu đối với hệ cào hả. Đó. Các bạn này là một những cái bạn mà em thấy nó tỷ lệ nạp cũng khá cao á, cao hơn mấy bạn kia khoảng 1.5 lần, hoặc một phần nửa lần. Các bạn kia hình như 10.000 là được 10.000 không ạ. À? Rồi chuỗi sự kiện ban hội ưu đãi fan cứng và nhiều sự kiện khác hả, đua top lực chiến rồi nữa nè. Nhận 1.5 triệu tiền web, 100 đa sinh tử phù, 2.000 pháp bảo tinh hoa, top 2 nhận 1.000 xu, 1.000.000 xu web, 50 sinh tử phù, 1.000 pháp bảo tinh hoa, top 3 là 500 tiền web, top 4 đến top 5 là 300 tiền web hả. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code hả. Ok man nè. Ở đây thì tải game thì chúng ta có Android iOS luôn nè. Đó. Rồi đăng nhập vô thì chúng ta sẽ bấm vào viết code. Ở đây thì anh em lập code và nhập hả. Rồi đây. Xong hết 2 chứ.
Để nhập code thành công. Ở đâu rồi, có đâu rồi. Ok, đã thấy code. Mà hôm mai chưa hỏi. Đây, 5.000. Rồi nhập thêm đi anh em. Trong thời gian nó đánh yếu quá ha. Ta phải nâng cấp nó thôi, chứ nó yếu quá. Rồi vào đây mua VIP cái đã hả. Đeo vào. Rồi ở đây thời trang nè. Thời trang thì ở trên shop nó bán có một thời trang này thôi. Chúng ta muốn có thêm thời trang thì anh em đăng ký kết hôn này nọ ha. Thì nó sẽ thêm ha. Đây, thời trang nè. Ở đây có mấy mẫu nè, như mẫu này nè. Và mẫu này thì chúng ta phải có giấy đăng ký kết hôn nó mới có quà ha. Đây, thằng này xếp. Rồi chào mừng người chơi mới. Đây toàn là những cái code mà để chúng ta có thể bước trên con đường hành tẩu giang hồ ha. Đó, 500.000, ok. Rồi giờ thì nhanh gọn lẹ là bỏ cái lít vô nhân 3 ai xếp này ha. Đó, đánh quái thì nó sẽ tự đánh luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy lên level cao hơn cái đã. Anh em cắn cái viên ấy vô là chạy nhiệm vụ bạo nhanh luôn ha. Đó. Ok. Trong bản này chơi cũng dễ anh em. Ủa, đâu ra kim bạo phá. À, môn hồi nãy giờ có nâng lên được tí hả? Đây hoạt động mỗi ngày nè hả? Chạy đi cho nó lẹ. Đi bộ lâu lắm. À, mở tính năng mới. Thành phụ bản. À, vô đây là đánh háp hả? Háp huy luyện. À. Đồ tán một cái gớt đồ, tán một cái gớt đồ, vậy là ngon rồi. Gì nữa? Mặt khắc ấn hả? À. Chúng ta chơi một thời gian, gì lên 150 hay 180, vậy là chúng ta có thể đi trùng sinh mà, chưa nhớ là vậy. Con này vẫn ngon hơn. Này, heo nãy giờ mới nâng có ít rồi anh em. Đang chờ anh em nè hả. Ok, nâng lên nữa. Trời ơi, mấy con này mấy con rồng không là dẫn thân hả. Chút lên nâng mấy con kia nó mới xấu nên từ từ nâng hả. Còn mấy con này vẫn còn giá trị để mà mặc nè. Vẫn còn đẹp thì mình cứ nâng thôi. Không, con sao xấu quá không nâng hả. Đây, chuyển qua nâng bét. Ok. Con này xấu. Cuối cùng mà được con Banda mới hôm. Con này đánh cũng hơi dở ha. Con Banda thì nó lại yếu hơn con này. Con này là con Banda nó nằm ở phía sau. Ở lòng phía trước. Nè nè. Đấy. Trong thời gian mà chúng ta hôm nay coi Việt Nam đá thì chúng ta mở game này lên và tạo tài khoản quăng ở đó ha. Cho nó tự chạy. Tí xong là Việt Nam đá xong là chúng ta quay lại là chúng ta có thể chơi được rồi. Không thì chờ ngày mai là open server rồi vô quẩy đua top luôn hả. Ok ok anh em ơi. Dạ chắc không đủ đàn rồi hả. Đánh mà gớt cái tay không biết. Pháp bảo, pháp bảo thì trên shop béo có bán. Đầu thanh trực rũ đó.
biến thân hiểu long. Ok, hồi nãy mua cái kia chứ giờ không đủ mua biến thân, đẹp buồn chơi luôn vậy đó. Anh em lên level cao thì nó sẽ gọi là sao ta, chúng ta có thể mua được nhiều thứ trong shop hơn hả. Đấy, trong shop nó có nhiều thứ hay ho lắm hả. Ok ok, rồi link thì Heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Anh em nào có chơi thì tải về xem lại thông tin server. À, game bách chiến 3D, à, server mới X3 open vào 19 giờ ngày 16 tháng 12 nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Và chúc anh em xem Việt Nam đã vui vẻ ha, Việt Nam chiến thắng.